Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Bio Story và chúng ta lại đến với bản tin Yone News thứ hai đầu tuần. Mọi người biết gì không? Chúng ta vừa trải qua 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và có một sự thay đổi trong tuần vừa qua, đó chính là Bio đã cắt lại mái để vút vát lại mấy chục năm tuổi thanh xuân và chia sẻ với các bạn là trong 4 ngày nghỉ lễ ở những cái hàng salon làm tóc thì thực sự là các anh chị em đi làm đầu rất là nhiều, bởi vì sau khi giãn cách xã hội được bác bỏ thì dường như là mọi người được thoải mái, kiểu bắt đầu tút tát lại nhan sắc này, đi làm tóc này, đi cắt tóc này. Chị em thì làm, còn anh em thì cắt. Rồi, nhưng đấy không phải tin chính. Tin Covid-19 thì Bio tuần này sẽ gửi đến các bạn như sau. Trong tuần vừa qua thì phải nói rằng tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam đang chuyển biến khá là tích cực. Tuy nhiên chúng ta không thể phủ nhận rằng Covid-19 vẫn có những cái tác động tiêu cực đến mọi mặt của xã hội, và đặc biệt thì trong tuần vừa qua trong cái giới thể thao điện tử ấy đã đón nhận những tin rất là buồn, siêu sốc đối với những bạn nào mà yêu mến những tựa game như là Dota 2 này cũng như là Liên Quân Mobile. Vào ngày 30 tháng 4 thì đại diện của Valve đã chia sẻ là họ sẽ chính thức hủy bỏ giải đấu The International 2020, và giải đấu này thì sẽ rời sang năm 2021, bởi vì tình hình dịch bệnh Covid-19, mặc dù là giải đấu này còn 3 tháng nữa mới diễn ra cơ, nhưng mà tôi nghĩ đây là một động thái rất là chính xác và đúng trong cái thời kỳ mà dịch Covid-19 vẫn chưa thể nào mà ngăn chặn một cách dứt điểm được. Và cũng cùng thời điểm hủy từ International 2020 thì các bạn fan của Liên Quân Mobile cũng đón nhận một tin rất là buồn, sâu sắc, đó chính là giải đấu quốc tế AWC của bộ môn Liên Quân cũng đã bị hủy bỏ do Covid-19. Rất là đáng buồn các bạn ạ. Thực sự thì năm 2020 mình không ngờ là một năm mà kinh tế rồi mọi mặt của xã hội lại bị ảnh hưởng nhiều như thế bởi vì một con virus bé xíu xíu thôi, nên là thời điểm này các bạn vẫn phải phòng tránh các kiểu cẩn thận nhá. À, nói đến phòng tránh, mình không hiểu là giãn cách xã hội ý, mọi người đúng là phải thêm cái icon là cái icon trên Facebook mà ôm xong rồi cái máy bay này để dành cho những bạn nào mà kiểu quá là thèm đi du lịch và mọi người vẫn chưa thể kiềm chế được. 4 ngày nghỉ dịch thì những cái địa điểm du lịch, ví dụ như là mình thấy chia sẻ ảnh ở trên Đà Lạt, Phan Thiết, Vũng Tàu các kiểu trong Sài Gòn, mọi người đổ xô đi du lịch rất là nhiều và thậm chí là gọi là thất thủ luôn. Chợ đêm của Đà Lạt ấy đông không tưởng và mọi người đeo khẩu trang rồi đi ăn uống các kiểu này kia. Nhưng mình không biết là dịch bệnh vừa mới chỉ bác bỏ cái lệnh giãn cách thôi mà mọi người đã... Nhưng thực ra thì nếu là mình cũng đi, tại vì là mình cũng đã đi Hạ Long. Nhưng mà mỗi tội là cái khách sạn Mường Thanh mùng 3 tháng 5 mới đón khách, thế nên nhà mình bị hủy kèo thôi. Chứ thực ra nhà mình cũng đi. Nhưng mà thực ra không đến mức mà đông chen chúc nhau để đi chợ đêm rồi cùng mọi người, nên chọn chỗ nào vắng mà đi thôi. Chúng ta sẽ đến với tin tiếp theo. Và nói về công nghệ thì lại là một tin buồn. Sao mình đang quay video thì nó ầm vậy? Và nói về tin công nghệ thì mình nghĩ là một điểm tin mọi người sẽ quan tâm, đặc biệt là các bạn iFan, bởi vì gần đây chúng ta đã nhận được một thông báo là Apple đã trì hoãn sản xuất iPhone 12. Cái này không biết có ảnh hưởng đến ngày ra mắt sản phẩm này không, mặc dù là vẫn chưa có thông báo chính thức về việc sẽ lùi ngày ra mắt sản phẩm. Chúng ta vẫn là cuối tháng 9. Tuy nhiên là về cái thời gian sản xuất iPhone 12 thì sẽ bị trì hoãn. Theo đó thì trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 thì Apple vẫn sẽ tiến hành sản xuất iPhone mới. Tuy nhiên thì việc này sẽ trì hoãn đến cuối tháng 10. Và tin tiếp theo thì mình nghĩ sẽ là khởi sắc hơn, bởi vì là những cái siêu phẩm mình nghĩ là rất là đẹp mắt. Sau này mà mình có nhà riêng và tự trang trí nhà thì mình nghĩ mình sẽ sắm một trong bộ ba những cái sản phẩm TV Samsung mới, bởi vì mình thấy là thiết kế rất là đẹp. Chúng ta có một cái sự ra mắt của bộ ba TV Samsung cực kỳ là thời trang và thời thượng. Đó chính là TV Samsung The Frame, The Serif và The Zero. Ba sản phẩm TV này thì có lẽ mình ấn tượng nhất là với The Frame, bởi vì có một cái thiết kế nhìn như một bức tranh vậy và rất là đẹp. Bên cạnh đó thì The Frame có một cái chế độ là Atmos và thư viện tranh độc quyền ở trên App Store với những bức tranh rất là đẹp. Khi mà các bạn tắt TV và không sử dụng thì màn hình đen sẽ biến mất, thay thế vào đó là những bức tranh kiệt tác nghệ thuật. Và mình nghĩ là đây vừa là một sản phẩm để các bạn có thể giải trí và sử dụng với những nhu cầu xem truyền hình các kiểu này kia, trải nghiệm những bộ phim. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có một bức tranh rất là đẹp để trang trí nhà cửa nữa. Ngoài ra thì thiết kế của hai sản phẩm còn lại là The Serif và The Zero cũng rất là ấn tượng.
Doseerip thì sẽ là một sản phẩm tiện lợi có thiết kế 360 độ với hình chữ Y. Còn Dosero thì sẽ là chiếc TV đầu tiên trên thế giới có khả năng xoay theo chiều dọc. Ngoài ra thì đây là những chiếc TV thông minh và các bạn có thể kết nối với smartphone một cách dễ dàng cũng như là sử dụng và điều khiển. Công nghệ thật là tuyệt vời đấy. Và tin cuối cùng các bạn biết gì không? Bởi vì bản tin cho News dạo này khá là nhàm chán và mình không thấy có gì là nó đặc biệt thu hút hấp dẫn cả. Nhiều khi không nghĩ về quay bản tin mình cảm thấy rất lười, nên các bạn có thể truyền cảm hứng cho mình bằng cách sau đây. Mình sẽ bổ sung thêm một chuyên mục nhỏ xíu ở mỗi bản tin phía cuối, đó sẽ là về phần Q&A. Được. Và mỗi tuần sau bản tin Yo News mình sẽ công bố chủ đề của Q&A và các bạn hãy giúp mình bằng cách comment ở phía dưới những câu hỏi liên quan đến chủ đề mà mình đặt ra nhé. Và tuần sau thì mình sẽ quay Yo News tóm tắt tin tức, đi kèm với đó là Q&A giải đáp các bạn luôn về những quan điểm của mình, về những gì mình đã trải qua, cách nhìn nhận vân vân và vân vân. Hy vọng chúng ta sẽ có những buổi thảo luận rất là thú vị với chuyên mục Q&A vậy nhé. Dẹo quá, chủ đề Q&A đầu tiên đó chính là thứ gì ta? Về thi đại học đi, sắp thi đại học rồi. Các bạn có thể hỏi mình những câu liên quan đến việc thi đại học của mình cũng như là của các bạn, định hướng, cách chọn trường vân vân và mây mây nhé. Hãy comment ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.